nói cứu đi đó mà. Bà nói cứu đi xuống dưới kia đó lúc trước à. Là cái gì nào dưới cái à? Lúc ông bà trải qua đó. Bà thấy tôi nói thôi, tôi không muốn gây sự, tôi không thích gây sự. Bây giờ kiếm ăn đừng kiếm sự. Đúng rồi. Bây giờ đi đâu mình kiếm sự làm gì? Cái bữa đó tôi thấy hỏi ông này là ông gì? Mà dám kêu Lương Dương, kêu Nguyễn Trực. Bữa đó muốn xong xe với bà này bà nói không được, tôi nói thôi cứu. Tôi kêu dám cứu, với ông bà trải cứu đi công chuyện. Chứ ở đây một hồi mình tính ở một hồi nữa. Mà ở ngồi cái xong xin ngồi đây cái mình thì trái con á cha, còn lu manh cho chưa dứt lu manh. Đúng. Còn cái con dứt lu manh đặt nó bắt theo đồ mới được. Mừng tết mà thằng này là dứt lu manh mà mình theo thật. Quân dân. Thằng này quân dân trong cái nhà. Thằng Kiều. Vậy là bữa nay là cậu cùng gì đây? Kiều. Gì không? Đó quấn á. Quấn ăn. Quấn. Mà bữa đó hai ông bảo vệ thần. Mà tao biết mày đi kiếm thằng về. Nó đi kiếm luôn bánh. Hai cái không đi vô rồi nó hai thằng một trưởng nó ngã nhào hết á. Bánh này chắc hơi sẽ hủ luôn ha. Quên luôn. Tâm nhanh nha. Mà ông cậu biết con trâu mà bánh con vô gì hả? Biết con trâu mà con bây giờ con hụt hịch con tự bi không? Sao vậy? Bây giờ con hỏi cho vô trong cái miền này miền mình ở. Người ta nói dừng nào giật nấy. Đúng rồi. Chứ mình á thì mình hung đâu hung. Đúng. Từ vô đây thì cái địa của ông Nguyễn Trực với Phật thầy Tây An. Đúng rồi. Cái ông Phật thầy Tây An ông nói thôi mấy cậu ông Phật thầy Tây An bữa đó ông xin ông nói thôi mấy cậu cứu đi. Đúng rồi. Để ở đây mấy cậu với ông cụ võ ông nói mấy cậu cứu đi lo công chuyện đi để ở đây mà xong xin một hồi mấy cậu chặt người ta khổ sở lắm. Cái con đi con không dám ở. Đúng rồi. Mà ông nội kia nói ông này là ông gì hoài vậy chắc vậy chắc cậu sợ. Không có sợ mới chạy đi phải chạy vì nghe là cha. Nhìn không? Nhìn nhìn cho ơn hậu cho cái sự. Mà bây giờ trưởng á, hai thằng bảo vệ thần đó. Bây giờ có hỏi ông cậu á, bây giờ không phải mình hơn thua làm vậy. Đúng rồi. Cái ngày đó đi lo công việc mà lỡ đó tranh đương người ta tổng cho cái bà này. Tổng cho cái bà này không? Mà ta không có xong chi với mình. Mà ta xong chi với bà chủ rồi. Chủ nhà này hỏi ông này là ông gì mà dám cư Nguyễn Trực cư Lung Dương trời ơi bữa đó mới nói một hồi nó dông trời ơi cây xuống sữa lá đổ sạch trời là dông gió tao luôn chứ sao nói ông này ông gì cứ nhai rồi tôi nói cho mày mà cái thằng đó con nó cậu nó vô đầu lắm cậu con giận kỳ đó đi núi cấm đi lên trên núi cấm đi lên âm bà năm chục á con đi lên trển á con đi lên trển ra đi làm con đi làm công chuyện cái nó đi theo nó rình mò hoài đi theo nó rình mò mấy bà phụ nữ hoài nó nói trời ơi cái chỗ này cái chỗ của phụ nữ mà chừng ông gì người ta đi vô người ta cúng bằng cú hủy đồ người ta làm lễ người ta dọn đồ đồ không dọn tết mà theo người thò ló hoài nó bị con bà năm chỗ nó nói không nói sao đi ngoài nó đuổi nó nạt nó theo dịnh làm gì vậy không trả rồi cậu coi cái bà đó bà bị cái dông con hư hai dông con hư hai cũng không được người ta nữa cũng không được cái gì bà mẹ Nhi bà cũng được cái chữ bà mẹ Nhi còn cái vụ YouTube này là chữ bà mẹ Nhi để đánh bà bắt hâm ở ngoài bắc ngoài kia chợ ngoài kia kìa hâm bà mẹ Nhi bà nói chẳng hạn cái lật đít lên hâm bà không có sợ đâu ghét hâm giả đó bà mẹ Nhi bà nói bà ghét hâm giả với xin lỗi trời ơi bữa thôi xong là không mày qua đi mày qua đi tới bờ đâu có đi sống rồi đó vui giải đạn rồi đó dạ vui từ từ đấy như chưa nói không có chứ mà nói đi đó mà ăn cứ ăn không hỏi không giải đạn rồi đó mà cái ông này ông gì thì kể ông đi mà theo cái ông này là ông nào giữ vậy cô ta thì bây giờ có cháu ông đó đó có cháu bởi tôi mới nói châu tu con cỡ con vòng trên con ngá mà ở đâu bán phân trâu có ông này lại mua mà phân trâu vô mua làm gì phân gì ông không mua mà mua phân trâu mà trâu á mà trâu là tượng trưng cho cái gì hồi đó có một cái làng nọ con có đi ngang cho ở trong tỉnh Giang này là con đi ngang thằng là ở ngoài giữa đồng á thầu trâu trắng trâu đen trâu cò đủ hết trơn cái làng đó con có đi ngang rồi mà cái làng đó bây giờ cái làng đó đi thì đó đi ngang bị trâu giật đầu
Hồi nào giờ có ai mà bị trâu giật đầu không? Giật bỏ chạy luôn hả? Nó giật luôn cái nó đứng trên xe mà giật luôn vậy nó. Thời gian đi, rồi ba ăn trâu hết chuyện. Trâu một cát ghê lắm. Rồi ở trong tát mà. Thấy ông làng nhà nào không biết, không có ăn chay lạc một ngày nào mà chẳng biết tu hiền niệm Phật. Ha. Tại cái dùng đạo thì sáng chiều thấy ông thay thời vậy thôi, chứ còn ngoài ra không có nói gì đạo lý gì hết. Mà sao tại sao ông sống thọ vậy? Tôi nói cái thọ này nó có phần ra hai cách thọ. Một là phúc trường kỳ của người ta để lại, có nghĩa là phước điền của người ta đã gieo trước. Đúng rồi. Bây giờ tài sản ta có cũng là ta gieo trước, hoặc là hiện tại nhằm khi những cái phước điền cái hạt giống nó nhanh. Giống như là nó như thế này, giống mà nằm trên khơi thì giống bị mé quéo hòa mộng, giống mà bị chôn vùi gọi là dập xuống đó thì giống đó nó bị nghẹt không lên. Mà giống cái chỗ vừa cái chỗ ẩm ướt gọi là vừa đó thì nó sẽ là nảy mầm. Thành ra khi quý vị mà nắm một hạt giống, giống như là tôi gọi là hạt lúa đi, mà một nắm hạt vậy đi, quý vị xạ xuống đất thì đa số đại trà là giống cái chỗ ẩm ướt nó nhiều, bởi vì nó nhảy cái gò văng xuống. Mà những cái hạt mà nó nằm ở trên cái gò đó thì không bao giờ nó nảy mầm được. Đúng rồi, khô là nảy mầm được. Ý của nó là phúc và quả. Phúc quả đó. Phúc quả. Bây giờ cái hạt giống nằm trên gò là cái hạt giống này phúc quả. Nhưng mà tại sao nó không trả lại liền, nhưng mà nó chờ cái kiếp sau nó mới trả. Là tại vì nó không có bị chỗ ẩm ướt, nó không có đâm mộng ra được. Nhưng mà giống này nó không bao giờ hư. Nó cứ nằm đó, yên lặng nằm đó mãi mãi, chờ cho đến lúc mưa dầm thấm đất thì cái hạt giống trên gò này nó sẽ nảy mầm. Tuy nó hơi trễ nhưng mà nó không mất. Nó giống cũng như là cái A lại giải thích của mình thì nó thu. Còn cái hàm tàn thức đó thì nó giữ. Chỗ này nó giữ hoài và không bao giờ nó ngơi nghỉ. Cái gì? Ở đây nó mày ngầu bán cái này. Nó giữ lại rồi nó sẽ ban ra. Ra là giao cho cái thuốc của nó ban ra. Nước quả nó cũng ban ra. Tắm mát là nó ngủ. Thân nó ban cho. Không kể nó. Khi mình mất nó rút theo vô. Khi mình sống mình tạo mà nó thu vô hết. Nhưng mà nó không đi đâu hết. Ngồi đây đi. Nhưng mà cái đi đó là chỉ có cái A lại giận. Bởi vì nó đi. Bởi vì nó nằm trong ngủ sáu thức của mình. Thức thứ bảy là thức nó quan tạng. Thức thứ bảy là thức A lại giận. Thành ra các thức nó đều tạo, mà chỉ riêng biệt là cái thằng ý thức. Thằng ý thức này nó đi quanh quẩn, nó đi hoài, nó đi vòng, nó thu hút. Trong sáu thức mình tạo gì thì thằng ai lại gia thức nó sẽ thu hết. Nó thu hết. Trước học á. Nó thu hết rồi nó đưa về cái hàm tàng thức. Là cái thức thứ 8. Thức thứ 8 này đó, chứa đựng, ác chứa vô, thiện chứa vô. Chứa đây, vô trong này lọc lừa, quả trả lại quả, phước trả lại phước. À, chỗ này là Phật đồng với chúng sanh đồng với Phật. Chỗ này không phân biệt một ai. Nếu quả Phật thức này nó sẽ cho quả Phật. Nếu mà quả ác thức này nó sẽ cho lại cho quả ác. Không một mãi lông nào cũng không chê chể chạy được mà không lọt được. Phật thần tiên thánh đều cũng phải 5 triệu chịu ở trong một cái thức hàm tàng này. Không bao giờ là chạy khỏi. Ta giải thích giai đoạn được từng cấp từng lớp, nhưng mà tao không nói cái đó, mình giải thích như thế này là rất chính xác, rất rõ ràng. Để chi? Đi là học, càng học còn càng thấy sáng. Còn tu tập là tu trong sáu căn mình nè. Đó không? Phải không? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, đó. Ý. Sáu căn này hàng ngày là càng đang đà đạt, đang thọ người ta. Đừng nói tôi nhìn đó, rồi không mang ơn là điều có lỗi liền, nợ người ta đó. Tôi đâu có rảnh đâu mà tôi mua nước hở sơn màu cho đẹp đàn ông giờ mà. Đúng rồi. Ông giờ không phải trả tiền. Thấy không? Giải câu rất ghê. Còn nếu ông không trả tiền là ông phải biết mang ơn. Đúng rồi. Đó. Tôi ca bài ca này á, nếu ngày xưa ở ngoài Sài Gòn nó có cái đĩa ca Akai đó. Ông vô trong vũ trường mà ông muốn nghe một bài bản nhạc, ông phải bỏ vô mấy hào, mấy cắt, mấy đồng. Đúng rồi.
chứ đâu phải tôi ca khơi cho ông nghe mà không tốn tiền. Tốn hơi nè, mất công nè, thức đêm nè, buồn ngủ. Mà tôi ca rồi, ông nghe rồi, phải không? Không tiếng bằng hơn. Giải hay không? Đó, đó là thinh. Sắc là nhãn. Thinh là hai lỗ tai nghe hay dở. Giải hết rồi đó. Cho nên vậy đi. Tỷ là lỗ mũi. Không có ai rảnh đâu mà mua dầu thơm cho ông chứ không. Đó. Mua dầu chai dầu thơm cũng tốn tiền. Mà không biết cô không biết bằng hơn. Cô gái đẹp cô ta sinh ra hai con mắt ông nhìn. Nhìn cho sướng con mắt ông mà ông không có cảm ơn người ta biết nào. Mà ông còn muốn tham lắm nữa chứ. Nhỏ nhỏ này đẹp quá. Phải nói nó là vợ mình ngon rồi ha. Thấy không? Đúng lý không? Nở càng nở. Nở càng càng. Vậy cô dòm là dòm tới nó nói dòm đã chưa có mang lên rồi chưa có nhả người ta đồng xu đất bạc mà còn muốn kiếm luôn cả thể xác ta luôn thì cái này hầu như là nợ chồng nợ đó. Mùi vị cũng vậy, còn khẩu vị cái miệng há cho bự ra, đồ ăn ngon cứ đùa vô ăn không biết mang lên một tiếng ăn rồi quẹt nhỏ như gà trở lại còn quát thợ hạnh nữa chứ. Trời ơi cái bà mẹ này bà nấu cái bữa này không biết ngon lành chứ, thấy không? Rồi, cứ ngồi nghe tiền đám cưới còn trả đâu mà trả hả. À, ăn đám tiệc còn phải hùng hợp chứ phải không? Đang giảng rồi tới nhà người ta ăn vô cho đã vô cuối cùng biết mang ơn cứ ngầu dại đi không biết mang ơn khác nào là tánh thú nó trở lại. Bây giờ tôi nói chị nghe không biết chị nghe bao nhiêu biết mang ơn đó là tánh thần hả nhân phải mời rồi phải mời nếu mà cuối ơn vậy còn nhỏ đó là thú vật tánh thú nó ham ăn đi rồi phải sùng ác độc đó là ma quỷ mà độc là phải nhớ là rõ ràng rồi. Bây giờ ông này ông giải nè, ông đang giải nãy vậy đó. Hàng rất hay cái lý này hay không? Cái này tôi không có tu, không có tu nhưng mà giải cái này là ân nghĩa ân đền quán trả đó phải không? Phải, con người sống phải biết mang ơn. Đúng rồi, tôi không có biểu người nào mà tôi học tôi nói tu hiền tu không phải ông thầy nhưng mà cái câu nào hay đúng trúng đúng cái lý nghĩa. Cái lý nó rồi phải có nghĩa nó. Ông dạy luôn lý và nghĩa luôn cho người ta thấy được. Đó. Là gì? Đi học. Nhưng mà tôi không nói học để nghe. Chứ không nói học. Nói học là dở không? Mà tôi nghe đây đi. Tiếp xúc cái này. Còn nói học là trả tiền à? Đúng rồi. Tôi nói các bạn nếu mà đúng học rồi, là phải trả đúng tiền. Đúng rồi phải trả. Đúng rồi. Thầy giáo rồi giao cho tiền. Tiền à? Còn cái này tôi nói nghe. cái này là phổ biến không phổ biến không có rồi gọi là cái này là lòng từ thiện đó là không đồng đó không đồng không đồng còn nói mà lại học với tôi đang là phải trả tiền một sức nói vậy là bằng bao nhiêu tiền rồi bởi vì nãy giờ tôi nói á thành nó có này bởi vì mời ông mà để mời các vị này mượn cái xác ông để nói chuyện mà ông nói ông giải cái đó là hơn nãy rồi hơn đó rồi không tôi nói thiệt cái đó bởi vì nói cái kia nó còn dính líu phải không? Ông này mượn sang này nói tôi nghe rồi bây giờ ông không nói vậy mà ông giải cái này mình hiểu cái nghĩa và cái lý của nó là hay hơn cái kia nữa. Cái kia là một cái người khác cộng với người này mới có cái lời này, còn cái này cái nghĩa như thế này, cái lý nó phải chỗ này mà không phải dạy mà trao đổi với nhau mà nghe không ai mít lòng ai hết đó. Nói cho ông Sáu nghe, những cái văn lý này mà giải ra đó là nãy giờ là điển tra gì vậy? Đúng rồi. Chứ người phàm đây. Tôi biết rồi. Bây giờ ngồi, bây giờ tôi biết là tại sao mà các ông này ra mà ông kia đi xuống để giải ra cái biện pháp khác để cho mọi người nghe có hiểu được không cái chỗ này. Dặn từng đứa con đúng. Phải biết mang ơn lẫn nhau. Đúng rồi. Nếu biết mang ơn lẫn nhau thì tình thương này giữ tròn vẹn không bao giờ rời rạc. Đúng. Là chỗ này trọn vẹn một tình thương. Chỗ này là đạo trời. Chỗ này là chánh pháp. Không có chỗ nào là khác biệt được. Còn nếu mà phủi ơn là... thì bao kiếp mày đã mang thú nhiều lần. Đúng. Thì cái thức thú nó sẽ trở lại là nó quay ngược đúng, lại. Đúng, đúng, đúng. Nó giống như một cái đống bông. Tôi nói cho nghe nè. Bây giờ á, tại sao mà giải những cái lý này mà họ cho cái đó là ngoại cảnh bên ngoài cũng đúng là gì anh không hiểu là cho ngoại cảnh còn ta hiểu cái này đúng lý và nghĩa ta giải hết rồi mà giải cái này đúng không đúng đúng theo cái lý nghĩa này là gì mình ngồi đây cái chỗ này không phải mà một người một xã một ấp mà các nơi đi tập trung về để cùng với nhau học là học gì học cái lý và cái nghĩa của cha của mẹ không tôi biết cái đó nó là vậy rồi chứ đâu phải là giải như mấy ông đạo kia
văn sách này kia nọ nói ra nghe tình nghe lý, nhưng mà cuối cùng mới móc tiền bỏ ra cho tao sai. Còn này khỏi cần cái đó, cái này là khó kiếm đó. Anh trả của tình thương của ông cha à. Ông không muốn đòi hỏi một đứa đúng con rồi. Nào trao lại cho ông. Đúng đúng đúng, không có cần cái gì hết. Tình thương của cha mẹ đó, muốn cần cho con nên thân. Đúng. Thành ra cha cha mới có từ thiện nghe, chứ còn bạn bè là phải lấy tiền đó. Đúng rồi, cái đó đúng à. Đây, dân gian có nói câu giàu cha giàu mẹ thì ham. Đúng. Giàu anh giàu chị xin lỗi ai làm nấy ăn đi. Đúng rồi, cái đó là rõ ràng đó, vậy đó. Bắt quá tình thương thì mượn chát chút đỉnh mà ai sinh sống rồi cũng phải trả. Chỉ có ông cha chứ bà mẹ mới cho không. Đúng. Tôi nói thế này nghe nha. Ở trên đó một cái chợ Tâm Bình mà vô hỏi là sao hối ai cũng nể. Giấu cuối tay làm kết bạn mà giấu cuối tay mà ở nhà mà con quýnh ông. Nhưng mà ông gặp tôi ông nói ông Sáu, ông đi sáng ông đi ra trong kia ông giếng ông bị dứt hai cái ly cà phê rồi, bây giờ ông ra gặp tôi đây rồi với bạn của tôi là ông phải ngồi đây ông chơi với tôi chút, tôi không có gì không, ông nói không có gì, kêu cà phê uống nữa, tôi nói thì uống uống, tôi đâu có sợ, mà sợ ông không uống, tôi nói uống rồi vô ngồi tới chiều luôn. Cái mấy thằng làm đường nó làm bị đường mà chạy mà xe nó rúng bánh á, là nó làm đường mới là tao ra mấy hàng này tới đây tới số rồi. Nó làm cái khu này nửa cái số này nó lỗ ít nhất là 2 tỷ. Đúng y cái hàng khẩu nó đúng, ông nói đúng y lỗ đúng 2 tỷ mà mốt chứ không 2 tỷ. Mà bây giờ nói ông sao? Tao nói bởi vì cái đường tao đi tao biết mà mày làm tao cũng biết nữa. Nhưng mà bây giờ không lẽ mày làm dấu rồi tiền ở đâu mày buồn vô nữa. Cho nên mày phải làm đúng mày bỏ tiền thuốc mày đó. Nói đúng vậy, chuyện 2 tỷ mốt ông Sáu ơi. Tôi nói ừ, tôi biết. Mày làm lỗ đó. Rồi, thì những cái này là có. Có ông già chú chim vậy nên bán chú chim. Rồi, bán mà ông xuống mơ tới chiều phải bán đông, mười đông, một chiên tối ngày. Rồi ông nói lỗ ông Sáu, tháng này lỗ. Tôi nói biết cái tháng này tháng mưa ông chiên lỗ. Là gì ông bán một lượt là để là đổ chứ làm gì nữa. Rồi ông nó chịu lỗ, tôi chịu lỗ rồi. Tôi nói ừ, đó là ông phải ngồi để uống cà phê với tôi. Ông nói tôi để tôi làm. Mình biết mẹ gì, mà mình thấy mặt trời thì tôi thâu đầu bữa nay ông dẹp chiều đi phơi lớn ông bỏ nữa. Ông nói à, ông ráng làm hết tiền ông Sáu ơi. Rồi ông làm rồi, đúng cũng lỗ nữa. Ông nói sao kỳ vậy, tôi nói mưa ai mua. Thì ông ăn hết rồi bỏ thôi chứ sao giờ, ông nói đúng như vậy rồi. Thì mình thấy cái đời của người ta. Ủa tư chị nghe không sao? Nó đủ thứ. Cho nên nhà ta không vô được. Tu là ăn sẵn là không có nói gì vô được. Lúc mình ở chỗ dẫn ba người lính vô. Cái ngày vô được mà lính vô được. Chứ đừng nói chi ai. Con ngủ rồi. Ngủ rồi. Ông vô ngủ rồi, ông vụ rồi. Ông nói mày ngủ với ta ăn chứ sao đói ha. Thành ra nó phải ngủ. Nó dưới quyền. Nãy em nói cái vụ mà cắt chùa tiền này kia nọ để nó làm gì đó ông Sáu. Ai? Nãy ông nói một câu mà danh đề mấy cái thằng mà nó tu mà tu cái kiểu mà nó dựng chùa tiền. À không phải, đó là kinh doanh. Kinh doanh gì đó. Kinh doanh chứ có gì đâu. Không, nhưng mà để con nói hết. Giữa cái câu này nè. Nói ông Tư á, ông nói các chúng sanh lường gạt thánh thần mà chua xót cho đời ngơ ngạ, đúng không? Bởi vì ông dám nói, ông không dám nói gì tôi nói đâu. tôi nói thẳng, bây giờ mày nói mày tu, tao đồng ý mày tu. Bởi vì tại sao tao dám đồng ý mày tu? Mày cạo cái đầu mày, mày bỏ ông bà tổ tiên mày, mày vô đó mày nói lại ông Phật, mà ông Phật chắc thiệt hay giả? Ông Sáu luôn Phật á. Ông Sáu nè, ông nói ông ngồi mình được, nhưng mình ở ngoài cũng nhắc lớp gì đó. Rồi ông nói tới chiều bây giờ. Không, cái đó là câu nói thiệt vậy. Ông Phật. Chứ ông đừng hỏi ông nói ông Sáu sao ông nói. Bây giờ ông nhắc lớp ổng là bắt đầu ông nói tới chiều. Không, không dám nữa đâu. Tôi biết cái gì. Dòng cứ thiếu không? Không biết mà biết. À, thiếu không? Mà mình nói chuyện người ta có học. Bây giờ tôi hỏi 100 phần ha. Trong đơn vị tôi hồi bắt không có, sau này tổng tấn công rồi mới có bắt.
là tôi gặp rồi á, mấy thằng bắt vô tao nó đúng mày. Từ ngoài đó quỷ thiếu nè. Vâng, ngoài đó thế là một tháng được mấy nạn thịt heo mà vô ăn kiêng. Thấy không? Rồi chửng nó rồi bắt đầu nó mới khai hạt. Chứ mình có biết mẹ gì đâu. Câu nữa không sao? Cái câu nó mà thương Nam hồi nãy ông nói Phương Nam đó. Để nhắc lại cho ông và hỏi cái câu mà ông Tư ông nói là Phương Nam dạng ngọc chói lò lưu ly hữu khách tới mấy tòa đài cung, thương cho cả lòng trung chánh trực, quân cùng thần mới náo nước vui tươi, liên qua đua nở nụ cười mà rước tôi lên nóng chào người chân tu. Phải không mẹ? Ông nói là cái phải ông nói cái ý nghĩa là trong chỗ đó là phải không? Đúng rồi, nhưng mà có một cái là phải bây giờ mấy ông có nói chiếu tre mùi vàng đi nữa, ông kéo rồi mấy ông bị mời về rồi mất công trả lời. Thằng này nó hỏi đã rồi tới thằng này, thằng này hỏi đã rồi tới thằng này. Một ngày có 12 tiếng mà nó hỏi mình 18 tiếng và thời gian nó nghỉ. Phải không? Thôi nghỉ. Đó. Mình nghĩ cái chỗ đó là mình thấy còn hỏi gì tôi đâu có khảo đâu. Mà tôi đâu phải để đất mình nói người tốt. Phải không? Tôi người rất thường. Mà tôi đi quê quạt nào không có đưa giấy cho coi. Nhà nước chức là quan. Nhưng mà hỏi không ai trả lời. Tôi nói trong chiến tranh ai cũng biết trung tướng Trần Nhân Phụng khu đặc khu Sài Gòn cho đỉnh. Nhưng mà tôi vô tôi nói trời ơi, bữa vô anh thấy khó quá. Đầu tiên vô một thằng gác, vô cửa thứ hai là hai thằng, mà muốn vô anh chứng bây giờ khó quá thay. Anh nói tao cho mày cứ vô. Xe tôi để bằng số đỏ mà bằng bàn tay nhà tròn vậy. Cảnh sát hỏi nhìn như này coi đi. Tao vô Trần Nhân Phụng đó. Nó nói ông đi công an, ông đi. Nó sợ. Nhưng mà vô tôi nói đúng thằng vô anh nữa. Vô anh chứng cái sổ thương binh rất nhanh. Nhưng mà có một cái làm cục trình báo rồi ra ngoài nó nói này kia nọ tao nó thấy rồi. Rồi bị gì? Cúng là nó làm đồ sổ đầy đủ hết nhưng mà nó cho gián điệp rồi đủ theo nó tính nó phá mấy người này. Mà miệng nó tính ý định gì, lính nó tính ý định gì hay là cơ quan nó tính ý định phe nó đều ngã bệnh hết. Cũng nhờ cái này là chữa. Nhưng mà chữa không là mình không biết. Đó mình thấy sao? Đúng không? Cho nên thôi nhẹ mất. Còn như tôi giờ ai có lại hỏi tôi biết gì. Tại cây này tôi vui tôi nói cây tôi thấy cây tốt tốt để từ nhà mà chắc còn nào giờ không cúng mà lại thường là thằng nó linh. Phải không? Ai nói tôi được. Một cây cưa đâu có lý nào mà khoa học nào mà nói là cái cây này là bệnh. Phải không? Đâu có. Ngon kêu mấy thầy lại làm đi. Rồi. Cái đó là lý mình có rồi. Còn tu là gì? Tu là thù, tu là tội. Muốn hết tội lộ xong hết. Lộ xong mát quá đâu còn gì hết. Mình cứ lộ hết. Không biết làm ai hết. Cái gì? Người ta nói ông nó bệnh hoạn. Nhưng mà nghe cho nó có khanh có trong hơn. Hay là nó lờ, nó lặng mà nó yếu. Phải không? Tiếng nói là bản chất con người. Chứ đừng thấy nó vậy. Thấy nó ông nó vậy không. Mình thấy là rồi. Mà ông phải chúng tranh đâu. Nếu phải chúng tranh thì không đổ. Mà không phải là không đổ. Ông nói hèn chi vô tắc khỏe mày. Ông vô khỏe. Đó cái nước lã thấy không? Tôi không Phật cho đâu phải tôi cho đâu. Nhưng mà ông nghe. Thấy sao vậy? Còn ông sao không biết nói. Tướng mà sao không biết nói. Nữa kẻ chỗ này nữa. Mình không có giấy lung tung nói vậy nè. Bây giờ xóa hết để làm cái này cho đúng. Dạ không? Anh đã có ngang là hả? Chết kiểu ngang. Nó hợp tình hợp lý. Thì mời cho các vị đó lên. Chứ để ta mất nghiệp. Ta nghèo khổ mà ta lại làm ăn mà thất nghiệp nó vậy. Rồi bị cái tai họa nó vậy. Thì sao hỏi lại là sao? Cũng rễ cũng vậy mà. Lãnh làm rồi đó. Mà có người chất đồ đó là một đêm đó nó bay. Thì tôi nói cái chỗ này không phải vừa. Rồi tôi mới tại cho tôi cái cho tôi đi vòng tôi thấy là đây là đúng cái chỗ này. Trúng bình thiên chứ không phải là đúng bình thiên. Tôi nói luôn.
cho nên là của thiên là của trời, trời ông tạo đây để dưỡng nhân dân ở đây, mà trước đây giữa Nam Kỳ và người Chăm không ngon với nhau, mà bây giờ con mình về đây rồi phải nói họp coi như anh em chứ không phải như hồi xưa nữa, thì nó họp y vậy, nó không còn nghịch tử như hồi xưa nữa mà hòa hợp nhau. Rồi vô gặp cái bà kia, bà thờ Đức Quỳnh Giáo Chủ, mà bà nói là không có thờ Phật mà không có cái này. Tôi nói thấy mấy cái chữ này tôi nói không phải đâu, bà nói thờ đó đúng chứ tôi nói không phải. Sao nó quậy vậy? Rồi tôi mới chỉ bà này cái quán này, bà nhìn qua cái nhà bên đó thờ nó có đức đó. Thằng bên kia đó nó cái đường dẫn cần dùng đất này là dùng đất quảo, đúng rồi, khi ông thầy quảo mà ổng nhận lệnh nhâm xác định về trên để ổng xuống ổng khai ổng giáo pháp, thì ổng dựa vào giáo pháp của đức Thích Ca Mâu Ni, mà Đức Thích Ca Mâu Ni á thì cũng dựa vào giáo pháp của Nhân Đăng Bổ Phật, đúng rồi, rồi Di Lặc Bồ Tát á thì cũng dựa vào từ gốc của Nhân Đăng Bổ Phật mà dạy xuống. Rồi. Thành ra giáo pháp của ông Đức Quỳnh Giáo Chủ ông cũng có dặn trong tín đồ, còn nói đệ tử là ông chưa có thu một đệ tử nào hết. Không. Toàn bộ dân gian là tín đồ. Tín đồ đúng. Tín đồ không, chứ đúng. Không là ông chưa có dám nhận một vị đệ tử này. Bởi vì cái bài đệ tử này đó ở trên thiên bị mắc kẹt nhiều lần lắm rồi, ta sợ lắm. Luôn cả ông luôn cũng bị đại tử. Bị đại tử mà làm mất cái xác, đúng rồi, cuối cùng ông mới tha cái xác này mấy khổ như thế này. Thành ra hôm nay cha thấy ông tới đây là cha thương cái xác của ông. Hơn nữa cái vùng miền này nè là cái cảnh này không có cái tàn cây để có chất oxy quá, đúng rồi, thành ra nóng quá khét quá, đúng rồi. Con cháu đã đến đây để cái ngồi cái ngày hội của hội đồng trăm quan cụ thần rất là nhiều đông, nhưng mà cái hơi nóng nó khí hậu nó quá khắc nghiệt, quá nóng à. Thành cha cũng không qua phá lực tự nhiên của trời. Cha là cha, chứ lực là lực trời, là lực trời, lực tự nhiên của thiên nhiên. Cha không thể lấy dùng quyền lực mà để thống trị, mà cha chỉ lấy một cái tình thương ban rải. Nửa mê, nửa sản. Nó gặp gờ là nữa. Hồi đó mấy đứa trẻ mà ngủ mê đây, ông đỡ nó lên đây. Rồi nó cũng ngủ gì mà nó gặp gờ, nó không hiểu gì hết. Có nghĩa là dính vào trong một cái hình hoặc tượng nào đó mà mê quá, thích quá, ham muốn quá thì nó trở thành là một cái mê. Mê nó sanh ra si. Si gọi là ngu đó. Rồi. Bây giờ là cái bộ trí não nó không có được tỉnh tồn. Đạo pháp không nâng cao được, không tiến hóa được. Thành ra tu dậm chân tại chỗ. Bây giờ nhìn đi. Gia gia người người nhà nhà đây. Các tôn giáo đạo pháp đều chấp vào cứng nhắc đó rồi. Thành ra dính vào trong những cái pháp mê đó, toàn bộ không ai tỉnh tồn gì hết. Nhưng mà nó giống như một ký tự, giống như một cái băng cassette để thâu vô rồi đó, gặp với nhau rồi nhấn cái nút để mà xả ra thôi. Thật tình ra lý tưởng không có, trí huệ cũng không, tiến hóa của bộ não cũng không. Miệng chứ nói lần vết ở trong sách vở đó giống mà cái máy cassette để nhận nút mà phát ra thôi. Lý ở đời như thế nào, sự vật ở đời như thế nào, sáu thần này quyển chuyển như thế nào, ai là làm chủ, ai là chia phối, kẻ nào là thu vô, kẻ nào là phát ra, trong này có đủ hết, không thiếu gì hết. Sáu thần phải có ông chủ, nói là hòa, mang cái tiếng hai tiếng hòa, chứ thật tình chưa hòa, vẫn chấp mê bất ngộ. Đúng. Ngày xưa đó là bị ăn quạt lên đầu, gõ lên đầu một cái cốp dòng đồ bất chấp mê bất ngộ. Hoặc là ăn gậy, gậy con sáo nào gõ cốp một cái vô mắt cá nó dòng đồ chấp mê bất ngộ. Cùng với nhau chung lo nhau mà để gom góp lại lấy một cái đường đi thống nhất cho cha mẹ. Nhưng mà con cái mời thì mẹ chưa về mà cha về để thiết lý cho mà anh em hay là con cháu của cha với mẹ, chứ không phải người ngoài đâu, để mà học mà lấy cái này. Như ý tôi muốn cái này, mơ mộng của tôi là không có cái gì, có mẹ về hỏi mấy cái
bị gì nó cái nhất phải lo cho nhân loại, mà lo cho cha mẹ để có chi, đó là cha đó là mẹ để lo cho các con cái ở đây. Dù ở đây nó có hai cái chủng tộc, một là Việt Nam, hai là Hòa Hảo, phải hợp với nhau coi như con một nhà, cha một nấc, là có trách nhiệm phải lo nhau, đừng để kẻ nào vô mà xâm phạm và phá hoại, để cho yên tĩnh. Cái mơ mộng của tôi như thế đó thôi. Còn các vị thần phải lo cho dân bằng được, để chi dân mới ung sùng với nhau mà lo với nhau cho các vị thần ở đồng đó. Mà đường phải trong sạch, đó là cái mơ mộng của tôi như thế thôi, chứ còn không có mơ cái gì nữa đó. Chứ còn như tôi giờ tôi muốn sống mình ung dung cho sướng, không chịu, phải đi làm như thế này thì thấy sao. Nhưng mà nãy mà cha ha, mẹ ha, tổ ha, thầy mà nghe cái ông Diêm Vương này lên để có gì nói chuyện mà chưa về, mà cha đã mượn một cái xác đó để mà trao đổi với anh em như thế này quá tốt đó. Chứ tôi đâu có nhu cầu gì đó. Còn cái thứ hai nữa là gì, để gặp người Long Vương này lên rồi để có gặp là còn bàn để mà đêm nay để anh em gặp như thế nào, cùng vui tươi với thiên với địa như thế nào. Đây là cái mơ mộng của tôi, mà bao nhiêu vị đó cũng hứa, Diêm Vương cũng hứa với tôi rằng có, khi về là có đầy đủ đó. Nhưng mà chưa lên thì nghe nó mưa được là mát. Cho nên là thay lời Phật mẫu để giải đáp cái lời của ông Sáu. Phật mẫu là ái từ chứ không phải là từ phụ. Đúng rồi. Mẹ thương con như ái từ. Đừng có nói là một vị Phật mà không ôm chặt một cái lòng bảo thủ.